Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục vấn đề hôm nay là phóng sự phản ánh về vướng mắc trong công tác quản lý đất đai tại khu vực lòng hồ núi Cốc. Trong tiểu mục câu chuyện pháp luật là phóng sự cảnh báo người dân không sử dụng giấy đăng kiểm giả. Sau cùng là tiểu mục phản hồi bình luận. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, gia đình ông Đặng Văn Hùng có địa chỉ tại xóm Khuôn Năm, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, tiến hành cải tạo đất và đắp lại bờ ao trong phần diện tích của gia đình nhưng vẫn bị cơ quan quản lý và chính quyền xã Phúc Xuân tiến hành lập biên bản, đình chỉ và yêu cầu khắc phục trả lại hiện trạng như cũ. Nguyên nhân là do diện tích này nằm dưới cao trình cốt nước trong phạm vi bảo vệ của lòng hồ núi cốc theo quy định của luật thủy lợi. Ngoài ra, xung quanh khu vực hồ còn nhiều trường hợp khác sở hữu đất cũng nằm trong phạm vi bảo vệ lòng hồ, dẫn đến không được phép tác động hay thay đổi hiện trạng, từ đó gây ra nhiều vướng mắc trong quá trình sử dụng đất. Theo biên bản sự việc, vào chiều ngày 23 tháng 3, 2023, gia đình ông Đặng Văn Hùng có địa chỉ tại xóm khuôn 5 xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, tiến hành đào hạ thấp cốt nền thừa đất của gia đình và đắp ra cố bờ ao. Cụ thể cao trình thửa đất bị hạ thấp từ 48,54 m xuống 47,1 m. Cao trình bờ ao được gia cố từ 44 m lên 47 m. Việc làm trên của gia đình ông Hùng đã làm thay đổi hiện trạng ban đầu của vùng phụ cận hồ nước cốc. Ngay khi phát hiện sự việc, đơn vị quản lý và lãnh đạo xã Phúc Xuân đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu dừng các hoạt động trong phạm vi bảo vệ của công trình thủy lợi, thu dọn, hoàn trả hiện trạng công trình như đúng ban đầu mảnh đất này của chúng tôi là ở rất là lâu đời rồi. Đấy, mà đất của chúng tôi là được nhà nước cấp quyền sử dụng đất, có đất thổ cư, có đất vườn, có đất ao. Cao trình lúc đầu thì bảo 42 xong lên 48 bây giờ lại lên 50. Thế thì chúng tôi cứ động đến đất là sai phạm cũng uh, uh, xem xét để xem thế nào cho tất cả các hộ dân chúng tôi chứ không phải một mình tôi đâu. Cả cái vùng này nó như thế thì làm sao để phát triển kinh tế được từ khi luật thủy lợi ban hành có hiệu lực ngày 19 tháng 6 năm 2017 tại chương 6 điều 40 khoản 3 mục B quy định rõ vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước có phạm vi được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ đối với hồ núi cốc phạm vi bảo vệ có cao trình từ 50 mét trở xuống tuy vậy tính từ cao trình này thì có nhiều diện tích đất của người dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng nằm trong đó. Việc này khiến cho một phần quyền lợi của người dân trong quá trình sử dụng đất bị ảnh hưởng và đồng thời cũng gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý đất đai của địa phương. Trong quá trình tổ chức thực hiện và quản lý thì cũng thấy nhiều cái bất cập 27 ra ra một cái luật thì nó, nó, nó bất cập giữa cái giấy chứng nhận của sở đất của người dân. Chính vì vậy thì cái quyền lợi sử dụng trên cái miếng đất đó thì nó sẽ bị giảm. Để tổ chức thực hiện rất là khó. Ủy ban dân xã đã có nhiều cái buổi tiếp xúc uh, cử tri, cái đại biểu quốc hội rồi đại biểu hội dân tỉnh. Đã có văn bản gửi lên đại biểu quốc hội về cái việc như này nó bất cập như này rồi. Vấn đề này rất mong các cơ quan chức năng sớm quan tâm xem xét, có phương án giải quyết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, đồng thời cũng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý và ngăn chặn các vi phạm trong phạm vi bảo vệ của lòng hồ núi cốc. thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua trên cả nước hoạt động tại các trung tâm đăng kiểm luôn trong tình trạng quá tải nhiều người dân đã phải vất vả xếp hàng chờ trực nhiều ngày tại các trung tâm để thực hiện việc đăng kiểm xe lợi dụng tình hình này nhiều đối tượng đã sử dụng mạng internet các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo bán các loại giấy kiểm định và tem đăng kiểm giả đây là hành vi vi phạm pháp luật Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán sử dụng các loại giấy tờ này để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. Từ đầu năm đến nay, hoạt động của các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cơ bản vẫn diễn ra ổn định, tình trạng quá tải cũng có xảy ra, tuy nhiên không kéo dài. Các trung tâm đã chủ động xây dựng các biện pháp để giải quyết ùn tắc và phục vụ tốt nhất nhu cầu đăng kiểm xe cho người dân. Đối với nhiều địa phương khác Đặc biệt là các địa phương như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thì việc đi đăng kiểm xe đối với người dân vẫn còn rất nhiều khó khăn. Theo thông tin của cục cảnh sát giao thông, hiện nay, lợi dụng tình hình đăng kiểm khó khăn, nhiều đối tượng đã sử dụng mạng internet và các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, bán giấy kiểm định và tem đăng kiểm giả. Qua quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp người dân sử dụng giấy kiểm định và tem đăng kiểm giả. Công tác tuần tra kiểm soát hiện nay vẫn đang tiếp tục được tăng cường để đấu tranh, phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm. Theo lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện chưa phát hiện đối tượng vi phạm về hành vi này. Công an tỉnh Thái Nguyên cũng như là tập thể lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông chúng tôi thì hết sức quan tâm và cũng đã có những cái chỉ đạo trọng tâm vào các cái đối tượng như là các cái xe có cái dấu hiệu mà lắp thêm các cái thiết bị cũng như là lắp các cái thành thùng không đúng với các cái quy chuẩn theo thiết kế của nhà sản xuất. Thứ hai là qua cái việc kiểm tra thông thường thì chúng tôi uh, cũng phát hiện trên các cái giấy tờ ví dụ như về màu sắc, về con dấu, về chữ ký, phát hiện được những cái biểu hiện nghi ngờ kết hợp cái việc tra cứu với các cái thông tin trên cái uh, cổng thông tin điện tử công khai, từ đó uh, cũng nhanh chóng có thể xác minh. Theo quy định tại Điều 16, Nghị định 100 NDCP 2019, người điều khiển xe hết hạn đăng kiểm dưới một tháng bị phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đồng, trên một tháng bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng. Ngoài ra còn phải áp dụng hình phạt bổ sung là tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Còn đối với chủ xe là cá nhân để xe hết đăng kiểm dưới một tháng mà vẫn lưu thông bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trên một tháng bị phạt 6 đến 8 triệu đồng. Đối với chủ xe là tổ chức, doanh nghiệp, để xe hết hạn đăng kiểm dưới một tháng vẫn lưu thông bị phạt 8-12 triệu đồng, trên một tháng bị phạt 12-16 triệu đồng. Các chủ xe phải có trách nhiệm đưa xe đến các trung tâm để thực hiện việc đăng kiểm theo đúng quy định thì mới được tiếp tục lưu thông. Hành vi mua bán sử dụng giấy kiểm định, tem đăng kiểm giả, khi bị phát hiện thì hậu quả mà người vi phạm phải gánh chịu là rất lớn hiện nay thì tất cả những các cái hành vi mà sử dụng đối với tem đăng kiểm cũng như là giấy chứng nhận kiểm định giả thì đều có những quy định rất cụ thể trong cái nghị định 100 cũng như được sửa đổi bởi nghị định 123 của chính phủ thế và khi phát hiện thì chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật thế ngoài ra chúng tôi cũng tiến hành đồng thời đó là phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra nếu như phát hiện có những cái hành vi đấy, vi phạm theo cái quy định của bộ luật hình sự cũng như là tố Tổ tụng hình sự sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Trên mạng hiện nay rất nhiều loại giấy tờ giả được quảng cáo, mua bán một cách công khai và không khó để tiếp cận. Vì vậy mỗi người dân cũng cần tự trang bị cho mình những kiến thức, hiểu biết pháp luật, nắm rõ hành vi, hậu quả mà mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khi sử dụng các loại giấy tờ giả. Tuyệt đối không sử dụng để tránh gặp phải những hậu quả đáng tiếc. Trong một phản hồi bình luận sẽ là nội dung công văn số 1347 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại thông báo số 74 VPCP ngày 14 tháng 3 2023. Sau khi xem xét đề nghị của Công an tỉnh, tại văn bản số 3555 CAT PC06 ngày 28 tháng 3 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau. Công an tỉnh Cơ quan thường trực thực hiện đề án 06 của tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tham mưu triển khai thực hiện nghiêm quy định, bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giải quyết thủ tục hành chính. Cung cấp dịch vụ công theo luật cư trú, Nghị định số 104-2022-NDCP của Chính phủ nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu số hóa, lưu trữ, xử lý thông tin, dữ liệu điện tử, hoàn thành kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác dữ liệu dân cư, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát Thanh Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.